Trở lại chương trình của tin tức Hoa Kỳ và đây là VLK News, bản tin liên quan đến nước Mỹ của chúng ta. Bản tin tiếp theo, khi ông chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa đó là ông Mike Johnson đang cố gắng để mở cửa cái nền kinh tế và chính trị của Mỹ, nhưng mà cái Đảng Dân chủ hầu như họ không biết điều, họ nắm cái trượng viện và trống trống, họ đang muốn làm phá sản cái nước Mỹ của chúng ta. Mặc dù ông chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã tiết lộ những kế hoạch tài trợ tạm thời theo cái bậc thang để ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa. Kế hoạch của ông Johnson đề nghị là một quyết định lâu dài, một quyết định chi tiêu tạm thời bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là tài trợ cho các bộ phận của các chính phủ liên bang cho đến ngày 19 tháng 1 của năm tới. Giai đoạn 2 là tài trợ những bộ phận khác cho đến ngày 2 tháng 2 của năm tới. Nhưng mà tòa bạch ốc dưới thời lãnh đạo của ông Joe Biden đã phản ứng gay gắt với đề nghị của ông Johnson, gọi đó đề nghị đó là không nghiêm túc. Cái tham dự báo chí tòa bạch ốc Catherine bà Nguyễn Thị Dòng Dòng cho biết trong một tuyên bố, đề nghị này chỉ mang lại nhiều sự hỗn loạn, nhiều lần đóng cửa do đảng Cộng hòa gây ra, chỉ vậy thôi. Có vẻ như cái đảng Dân chủ đang bắt đầu chơi cái trò chơi plan của đảng Cộng hòa chúng ta, khi thật sự họ đang nắm cái quyền và đảng Cộng hòa đã làm cái nhiệm vụ của họ là thông qua những dự luật cần thiết để chi tiêu, nhưng mà họ đang chơi chính trị. Bà chửi ông Johnson, bà nói các nghị sĩ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đừng ngừng lãng phí thời gian vào sự chia rẽ chính trị của họ, việc thực hiện công việc của họ làm việc theo cách lưỡng đảng để ngăn chặn chính phủ đóng cửa. Cái dự luật tài trợ tổng hợp trị giá 1.7 ngàn tỷ đô la năm ngoái đã giúp cái chính phủ tiếp tục hoạt động cho tài khóa 2023 cho đến ngày 30 tháng 9 để ngăn chặn chính phủ đóng cửa. Quốc hội đã thông qua một nghị quyết chi tiêu tạm thời 47 ngày, thời hạn ngày 30 tháng 9 như chủ tịch Hạ viện đương thời điểm đó là Kevin McCarthy đã phải đồng ý với một loạt yêu cầu nhằm để xoa dịu thành viên của đảng Cộng hòa. Trong số những nhượng bộ đã có thỏa thuận thay đổi nguyên tắc cho phép bất kỳ nhà lập pháp nào cũng đệ đơn yêu cầu bãi nhiệm chủ tịch Hạ viện. Cuối cùng ông đã bị bãi nhiệm. Một trong những nhà lập pháp từ đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa, thành viên của nhóm Freedom Caucus, đã phản đối đề nghị tạm thời của ông Johnson. Có nghĩa rằng là rất nhiều khả năng ông Johnson, nếu mà thật sự có một số cái lá phiếu từ đảng Dân chủ, ông Johnson sẽ bị trút phế một lần, giống như Kevin McCarthy. Cái này tôi hoàn toàn không biết, nhưng mà khả năng cái đảng Cộng hòa mở ra cuộc nội chiến số 2 là hoàn toàn có. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa về sự phản đối của mình với nghị quyết tài trợ tạm thời vô điều kiện của chủ tịch Hạ viện Johnson công bố. Của đảng viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện Chip Roy lại tiếp tục tấn công Johnson, cho biết trong một bài đăng trên trang mạng X, hãy tài trợ cho chính sách và chi tiêu ở mức độ mà bà Pelosi 75 ngày để cho những lời hứa trong tương lai, ông viết. Ông Chip Roy có vẻ như cái lời tuyên bố này đã đánh trực tiếp vào ông Johnson. Thành viên đóng thời hạn đóng cửa của chính phủ trước đó ngày 30 tháng 9. Một số thành viên của Freedom Caucus nói rằng cử tri đã bầu ra những khối đa số của đảng Cộng hòa trong Hạ viện để hạn chế chi tiêu ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, vì vậy đảng Cộng hòa đến chuẩn bị cái biện pháp, nhiều phương pháp trong tay để cắt giảm chi tiêu. Ông Bob Good, thành viên của Virginia, nói trong cuộc họp báo, chúng ta không nên lo sợ chính phủ đóng cửa. Hầu hết người Mỹ thậm chí sẽ không cảm nhận được chính phủ đang tạm thời bị đóng cửa. Một số thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện không đồng ý với điều này, trong đó có dân biểu Mike Simpson, Cộng hòa của Idaho. Ông Simpson cho biết ý tưởng rằng hầu hết người Mỹ sẽ không cảm nhận bị tác động chính phủ đóng cửa là một suy nghĩ quá đơn giản. Đồng thời nói thêm rằng cái đảng Cộng hòa cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm về đóng cửa chính phủ tạm thời. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ luôn bị đổ lỗi về việc chính phủ đóng cửa, ông Simpson nói trong thời điểm đó. Vì vậy chính sách tồi và chính trị tồi. Ông Daniel Lankow, một nhà kinh tế trưởng tại quỹ phòng hộ Trisis, cho biết trong một bài xã luận gần đây của tờ báo The Epoch Times, trước đại kỷ nguyên rằng chính phủ đóng cửa không phải là vấn đề, nợ công mới thật sự là vấn đề. Ông viết, toàn bộ cuộc tranh luận này đang xây dựng xung quanh cuộc khủng hoảng mà việc đóng cửa chính phủ sẽ gây ra tạo ra, thay vì tập trung vào nguyên nhân là sự chi tiêu thâm hụt quá mức và nợ công tăng vọt. Ông tiếp tục, nợ ngày càng tăng, vô trách nhiệm trong chi tiêu, thậm chí của Hoa Kỳ còn có thể có nhiều tiền thoái hơn, tăng trưởng kém hơn,
lạm phát nhiều hơn trong tương lai. Ông viết nợ của chính phủ không phải là món quà dành riêng cho khu vực tư nhân. Món nợ này là cả một gánh nặng gây ra nhiều vấn đề kinh tế cho thế hệ tương lai. Đồng tiền chỉ ổn định khi có trách nhiệm tài khoá. Mà hiện tại chúng ta đang không có điều này. Và đây là bản tin của The VLKT News. Và chúng ta để đây để vì tự suy nghĩ và rút ra kết luận nó như thế nào. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo. Chào tạm biệt.